Hello, xin chào tất cả các bạn. Như đã nói ở video trước thì hôm nay mình sẽ kiểm tra cái xe của mình sau 7.000 km. Một số hạng mục mình muốn kiểm tra đơn giản thôi, nó không quá cực kỳ phức tạp như ở ngoài hết đâu. Đây là cái chai carbon cleaner của Yamaha. Hôm trước mình qua chỗ Yamaha Town thì mình mua cái lọ này. Mình cũng khuyên các bạn nên đổ cái này sau khoảng 6 đến 7.000 km. Và mình vừa lúc sáng ấy thì mình qua hết Honda thì mình mua cái lọc gió của WinX chính hãng luôn. Đấy. Ok, bây giờ mình cùng kiểm tra nhé. Đây các bạn ơi. Thì ở đây do mình lắp cái thùng cho nên việc tháo cái yên ra rất là khó. Thì mình đã tháo ra đây này. Và một số đồ trong thùng mình cũng vứt đây này. Đó, để kiểm tra cái lọc gió thì các bạn nên tháo cái yên ra thì nó dễ dàng hơn. Hoặc là nếu bạn không lắp thùng thì cũng có thể tháo mà không cần tháo yên. Đây cái lọc gió của nó này. Bây giờ mình sẽ tháo cái này ra nhé, để xem kiểm tra lọc gió sau 7.000 cây nó như thế nào. Đây các bạn sẽ cần một cái tua vít. Nó có 4 con ốc. Đây, ở trên này, ở đây và ở đây. Bạn tháo và bỏ cái nắp mũi heo ra thôi. Lưu ý là tháo lọc gió thì các bạn nên ở mấy nơi mà nó sạch sẽ và nó không bị ẩm ướt hoặc nước là bụi nhá, tránh những người đây ra. Ok, mình đã tháo 4 ốc rồi này. Thì đây là lọc gió của xe mình sau 7.000 cây các bạn ạ. Hơn 7.000 cây, đây để cho mình cho các bạn xem. Xe mình vừa rửa xong nên nó khá là sạch. Total này 7.202 km nhá. Nó rất bẩn rồi các bạn ạ. Theo như khuyến cáo của Honda thì khoảng 6.000 cây các bạn nên thay rồi. Mình đi hơi quá đến 7.000. Nó rất là bẩn luôn. Để mình lấy lọc gió vừa mới mua cho các bạn, so sánh cho các bạn xem. Đây các bạn ơi, lọc gió mới của WinX này. Và lọc gió cũ từ lúc mình mới mua xe đến giờ này. Nó rất bụi và bẩn rồi. Lọc gió mà bụi bẩn thì không khí vào trong xe nó sẽ bị kém hơn. Vì đây lọc gió giấy. Lọc giấy và trên đây nó có tẩm dầu, vì bụi và nước đi qua đây nó sẽ chặn lại. Nhưng đồng thời là bụi quá nhiều thì nó sẽ làm cho gió lưu thông kém và gió vào động cơ sẽ kém hơn. Thì đấy, như mình nói là trong khoảng 6.000 đến 7.000 thì các bạn nên thay nhé. Mua cái lọc gió này thì khoảng 60.000 thôi, 50.000, 60.000. Rất là rẻ luôn. Đấy, thì bây giờ mình sẽ thay nó ra. Nó rất là bẩn luôn. Rồi thay lọc gió mới vào. Ở đây có mình thấy có một chút khác biệt. Đấy là lọc gió zin của nó. Nó lại có cái lẫy này. Và lọc gió mới thì nó lại có cái ở đây. Đây cái này. Trong khi lọc gió còn cũ của nó không có. Thì mình không biết là nó có ảnh hưởng gì không. Ở dưới này không có này. Không rõ là nó có ảnh hưởng gì không. Mình có thể là đây là lọc gió của Winner. Bởi vì cái mũi heo của WinX nó đã thiết kế lại này. Theo mình nghĩ là không có vấn đề gì đâu. Đó, thay lọc gió thì sẽ làm cho xe của các bạn. Đầu tiên chắc chắn là lần trước mình đã thay rồi. Mình cảm thấy nó bốc hơn nhiều so với lại lúc mà chưa thay đấy. Ok, giờ đóng cái mũi heo lại là ok. Trước khi thì vệ sinh cái này trước. Di chuyển chủ yếu ở trong thành phố cho nên là mình kiểm tra lại thấy cái này nó rất là bụi bẩn luôn. Vậy thì rút kinh nghiệm từ lần sau sẽ khoảng tầm 6.000 thì nên thay lọc gió một lần. Không phải kiểm tra nữa mà nên thay luôn, cũng không nên vệ sinh ấy. Bởi vì lọc gió này nó cũng rẻ mà. Anh em ơi, mua nhầm cái lọc gió của Winner V1 cho nên là nó có thêm cái chốt nhựa ở chỗ này. Cho nên mình vừa không lắp một cái mũi heo này vào. Vậy thì bây giờ mình vừa lấy kìm để vặn cái này đi. Chắc chắn là nó sẽ không được được cố định chắc chắn khi mà có cái chốt nhựa ở chỗ này nữa. Của như WinX bình thường ấy. Nhưng mà thôi, đành vậy. Này, cái chốt của WinX nó sẽ cắm vào chỗ này. Bây giờ con này không có. Mã của nó cũng khác nhau nhá. Mình quay tiếp thế này để cho anh em biết. Và lần sau đi mua thì nhớ mua đúng mã là K56VN1. Là của WinX nha anh em. Còn mình mua nhầm cái
Cái này là TD30, là của Winner V1. Không sao, chắc là nó cũng không ảnh hưởng nhiều đâu. Rồi, mình đã lắp cái mũi heo vào rồi, hoàn thành việc thay lọc gió. Nhìn lại cái lọc gió cũ một lần nữa này, đúng là kinh khủng. Ok, bây giờ đến việc thứ hai là cần phải làm, cũng quan trọng không kém. Đấy là đầu tiên là gió này, gió đi vào máy này. Cái quan trọng không thể thiếu là xăng. Xăng thì sẽ phải có bơm xăng. Đây là cái bơm xăng. Cái bơm xăng này. Và cái ở dưới này còn một cái kim, kim bơm xăng nữa. Kim phun, đúng rồi, kim phun. Thì mình tự làm ở nhà thì khó mà bỏ cái kim phun ra để vệ sinh cho nó được. Mình dùng một cách, đấy là dùng cái chai carbon cleaner này để vệ sinh kim phun ở buồng đốt. Theo nhiều người đánh giá thì chai này nên đổ khoảng 6 đến 7.000 km một lần. Sau 6 đến 7.000 km đấy, chúng ta đổ cái này thì nó vệ sinh được khoảng 70 đến 80% so với việc tháo kim phun ra vệ sinh. Thì mình tự làm ở nhà được cho nên mình sẽ dùng cái phương pháp này. Ok, đầu tiên để đổ cái chai này vào thì chúng ta phải xem lại đã. Thì mình, theo mình biết là chai này 75ml này, và nên đổ đầy bình xăng, tức là khoảng 4 đến 5 lít cho một bình như thế này. Đó, mình thì đã đổ đầy xăng lúc sáng rồi, cho nên bây giờ mình sẽ đổ chai này vào. Về tác dụng của chai này thì các bạn có thể tìm hiểu được rất là nhiều nơi, rất là nhiều chỗ. Nó như mình nói lúc nãy, nó vệ sinh khá là tốt, 70-80%. Và nó lại tiện dụng và rẻ nữa. Chai này mình mua ở chỗ Yamaha. Các bạn có thể mua ở nhiều hãng khác, ví dụ như là mấy hãng như kiểu Liqui Moly, hoặc là cái này có nhiều lắm, mình không kể hết được. Nhưng mà mình tin dùng cái của Yamaha này, chính hãng của Yamaha nó làm, Yamaha Loop. Đó, mình mua ở Yamaha Thao cũng rất là dễ để mua nữa. Chai này mình mua với giá là 55.000. Anh em nên mua đổ vào nhá, đổ đầy bình xăng và đổ chai này vào. Ok, mình sẽ đổ bây giờ đây. Đây, vì là của chính hãng Yamaha thì mình rất là yên tâm, có cái giấy bạc bọc này. Chọc thùng nó ra rồi đổ vào bình xăng thôi. Ok, vậy là hoàn thành cái việc vệ sinh kim phun bồng đốt. Hai cái quan trọng nhất của xe đấy là xăng, gió. Thì mình đã bảo dưỡng được nó sau 7.000 km. Và một số cái khác mình nghĩ là nó ít phải bảo dưỡng trong 7.000 đến 10.000 km đầu. Nhưng mà mình nghĩ là cũng nên kiểm tra. Ví dụ như là ở đây, mực dầu phanh này cũng rất là quan trọng. Đây, nó đang nằm ở giữa mức upper và lower là ok. Cái má phanh thì cũng ít phải kiểm tra trong vòng 10.000 cây đầu lắm. Cái tiếp theo là mực dầu phanh trước. Đó, ở đây nó cũng đang ở mức này là ổn này. Tiếp theo là nước mát này. Nước mát của mình ở đây thì mình thấy nó vẫn rất là ổn. Trong vòng 10.000 cây này thì nó đang nằm ở mức cũng là giữa low này. Đây là up này, nằm ở giữa này. Các bạn để xe ở chỗ nào mà nó bằng phẳng nhá, đừng có để nó nghiêng quá. Đấy, cuối cùng ở đây là cái dầu nhớt. Thì cái này mình kiểm tra thường xuyên rồi, cứ khoảng 1.500 đến 2.000 thì mình sẽ thay một lần đối với nhớt tổng hợp toàn phần. Đó là những tất cả những thứ mà mình nghĩ là cần phải kiểm tra trong vòng dưới 10.000 km, 7.000 đến 6.000 cây cần thay thế, cũng như trong sách hướng dẫn sử dụng mà mình biết được. Vậy thì clip của mình cũng xin kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn anh em đã xem video này, và nếu mà có bất cứ cái ý kiến đóng góp gì hãy comment ở bên dưới nhé. Cũng như là cần phải để ý thêm những cái gì hoặc là mình thiếu sót trong video này thì các bạn hãy comment ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại nhé.